Netizen Trung Quốc nói gì trước quyết tâm độc lập và tự chủ đường sắt cao tốc của Việt Nam? Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề "Tình hình đường sắt cao tốc Bắc Nam vẫn đang phủ bụi, nếu Trung Quốc và Việt Nam hợp tác đôi bên sẽ cùng có lợi". Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Vẫn còn sớm để nói về đường sắt cao tốc Bắc Nam của Việt Nam. Những gì đã được ký kết hiện nay là một phần tuyến đường sắt từ Hà Nội đến Quảng Tây và Vân Nam. Tôi nghe nói nó để vận chuyển hàng hóa. Đã lâu rồi tôi không thấy tin tức gì thêm vụ này. Nó được đưa vào sử dụng năm 2028. Nó có thể được làm ra trong một năm, nhưng phải tới 2028 để hoạt động. Việt Nam sao? Bạn có thể tin tưởng họ không? Khi con đường rộng mở, khát vọng theo đuổi sự thống nhất của mỗi nước sẽ mạnh mẽ hơn. Chỉ cần chúng ta cùng phát triển tốt, nếu chúng ta nghèo đi, mọi người sẽ cắn xé chúng ta. Nhìn lại thời Trung Quốc và Ấn Độ thời hiện đại, các bạn sẽ hiểu được thời điểm diễn ra cuộc chiến tranh Trung, Việt, như những con tàu hỏng bị mắc cạn. Nếu bạn không có người thân ở Việt Nam, thì không được tùy ý sang, nếu chắc chắn có họ hàng, thì có thể tùy ý đến du lịch. Nói thì đơn giản lắm. Đường sắt Bắc Nam ở Việt Nam vẫn dùng khổ mét nên tàu nước ta không đi qua được. Chỉ khi cùng nhau hợp tác, chúng ta mới có thể có một tương lai tốt đẹp và xây dựng một khu vực sôi động ở Đông Nam Á. Đừng quá hào hứng với Việt Nam bây giờ. Chúng ta phải luôn cảnh giác với đường sắt Bắc Nam của Việt Nam và tham vọng của người dân Việt Nam. Ai bảo bạn ta sẽ ký hợp đồng với đường sắt cao tốc Việt Nam? Những ai ủng hộ Việt Nam sẽ phải gánh chịu hậu quả. Sớm muộn gì Việt Nam cũng là nước thân Mỹ, thân Liên Xô. Tôi sẽ tức giận khi tình hình quốc tế thay đổi. Tôi muốn hỏi, Việt Nam có tự sản xuất được tàu chạy dầu hay điện không? Không, nhưng câu hỏi bạn hỏi không phải là chìa khóa của video này. Chìa khóa của video này là cơ sở hạ tầng đường sắt cao tốc chứ không phải tàu hỏa. Điều họ nói là đang đầu tư toàn bộ, và công nghệ phải được mua, nếu họ đầu tư bằng tiền của mình, thì sẽ không bị người khác chiếm giữ và họ là người có tiếng nói cuối cùng trong việc này. Bạn nghĩ có nơi nào mua được công nghệ cốt lõi không? Không hiểu thì đừng nói nhảm. Việc điều khiển tàu thực chất là ở dưới lòng đất và có cảm biến trong cơ sở hạ tầng, chứ không phải trên tàu. Tôi nghĩ bạn khá hài hước. Họ có thể mua dây chuyền của ta không? Tại sao họ phải mua công nghệ của ta? Việt Nam có thể xây bao nhiêu đường sắt cao tốc trên diện tích nhỏ như vậy? Quảng Tây đến Hà Nội khổ tiêu chuẩn công nghệ đường sắt cao tốc của Trung Quốc, trong khi đường sắt cao tốc Bắc Nam vẫn sử dụng khổ mét cũ. Tôi biết Việt Nam là một nước phát triển, nhưng nếu có thể độc lập xây dựng đường sắt cao tốc thì Việt Nam chắc chắn không phải là một nước phát triển tầm trung nữa rồi. Thành phố Hồ Chí Minh của họ khá phát triển. Đừng đánh giá thấp bất kỳ ai. Nhiều thập kỷ trước, các nước khác đã tin rằng Trung Quốc có thể đạt được những gì ta có ngày nay. Đó không phải là đánh giá thấp, nhưng cũng không thể có được công nghệ đường sắt cao tốc từ Nhật Bản và Đức luôn, còn điện của họ nữa thì sao? Đáp ứng lượng điện tiêu thụ của đường sắt cao tốc cực cao, ở Việt Nam sẽ phát triển điện như thế nào? Họ không có công nghệ về năng lượng hạt nhân và họ cũng không có công nghệ về nhiệt điện. Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp và Đức có công nghệ xây dựng đường sắt cao tốc một cách độc lập. Trong đó, Nhật Bản học hỏi Đức, Trung Quốc học hỏi Đức, Nhật Bản và Pháp. Hiện bốn nước này có kinh nghiệm và công nghệ xây dựng tương đối phong phú. Yêu cầu lưới điện miền Nam Trung Quốc và công ty điện lực Quảng Tây tập trung vào dự án này. Thỉnh thoảng cúp điện cho họ sợ. Tự lập là tốt. Đó là cách chúng ta tự đi. Tuy nhiên, thứ nhất là cần có thời gian, thứ hai là chắc chắn sẽ phải trải qua vô số thất bại, tổn thất to lớn. Tôi thực sự không tin điều đó. Đường sắt tốc độ cao có yêu cầu dung sai rất cao đối với nền đường sắt. Chúng tôi sử dụng máy tính để tính toán việc bố trí đường ray và chênh lệch là vài mm. Chưa kể đường sắt cao tốc nội địa, tốc độ tối đa hiện nay của đường sắt thông thường là gần 150 km/h. Vì vậy tôi không tin đó là đường sắt cao tốc. Cụm từ tự lực cánh sinh, chỉ có Trung Quốc mới đạt được nếu không có diện tích đất đai rộng lớn, thị trường nội địa và tài nguyên thiên nhiên phong phú, làm sao chúng ta có thể dựa vào tự lực và kiếm tiền bằng lao động được. Phải mất 20 năm để xây dựng, nhưng sau khi xây dựng họ sẽ nhận thấy nó không thể chạy nếu không có điện. Công nghệ nhiệt điện chủ chốt đã bị các nước đi đầu chặn đứng. Các nguồn năng lượng khác không ổn định, lựa chọn duy nhất là nhà máy điện hạt nhân thì quá đắt đỏ. Đường sắt cao tốc. Bạn có nghĩ rằng họ có thể làm điều đó chỉ bằng cách chém gió không? Càng ngày sẽ càng khó khăn hơn. Người Việt Nam có thể làm việc đó trong 10 năm nữa. Họ nghĩ rằng nó dễ, như việc sửa một chiếc xe beng beng mà một đứa trẻ có thể chơi sao? Điều này đòi hỏi rất nhiều thiết bị công nghiệp vừa và lớn.
Trung Quốc có ngành sản xuất tương đối hoàn thiện, nên chúng ta có thể yêu cầu họ mua thiết bị từ Trung Quốc. Nó không phải do chính họ xây dựng mà hoàn toàn do chúng ta tài trợ và được xây dựng bởi các đơn vị kỹ thuật Trung Quốc. Nếu không có một hệ thống công nghiệp toàn diện, một nguồn nhân tài lớn hay nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào, thì họ vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Tiêu chuẩn ở các nước phát triển cũng đã được cải thiện. Nếu giáo dục khoa học và công nghệ không theo kịp, làm sao họ có thể trở nên thịnh vượng chỉ bằng việc lắp ráp OEM? Trong suy nghĩ của tôi, các chỉ số duy nhất của các nước phát triển là thu nhập bình quân đầu người cao và phúc lợi xã hội tốt. Các chỉ số khác như công nghệ và phát triển công nghiệp không thể tính được. Với 100 triệu người Việt, ngành công nghiệp nào có thể giúp Việt Nam trở thành nước phát triển? Thái Lan và Malaysia đã phát triển nhiều năm, nhưng vẫn chưa tìm được ngành nào có thể khiến họ tăng vọt. Hãy độc lập và tự chủ, được chứ, đừng hòng lừa gạt chúng tôi. Có ai biết GDP hàng năm của Việt Nam tính bằng đô la Mỹ là bao nhiêu không? Tôi hy vọng thêm nhiều nước láng giềng, nước bạn sẽ tự lực cánh sinh và không tiêu tiền của người khác trong việc xây dựng. Tại sao hôm nay bạn lại đến Việt Nam? Tôi thực sự không thích họ chút nào. Chúng ta đã ký hợp đồng vận chuyển hàng hóa và chỉ cách đường Bắc Nam một chút. Đường sắt cao tốc Bắc Nam muốn chúng ta giúp đỡ. Trừ khi Việt Nam thực sự tỏ ra chân thành thì không cần phải bàn cãi. Việt Nam đã không tìm kiếm Ấn Độ phải không? Điều đó tốt. Chúng tôi ngưỡng mộ mọi quốc gia có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình. Tôi nghĩ là tốt. Tôi ủng hộ sự tự lực cánh sinh của họ. Nếu họ không chấp nhận thì họ cũng không nhìn sang các nước Âu Mỹ. Họ nghĩ Trung Quốc có thể làm được và họ cũng có thể làm được. Nó chỉ là một động cơ ô tô lớn hơn dẫn động thùng xe. Sẽ đơn giản hơn nếu chúng ta giới thiệu động cơ nước ngoài cho họ. Người Việt Nam không thể tự mình làm gì được, nên khi chúng ta ra tay giúp đỡ thì họ canh giữ như kẻ trộm. Họ không kịp tỉnh lại cho đến khi ta không còn thời gian để ý đến họ, nhưng họ đã quá muộn. Đối với những người quyết tâm xây dựng một cái gì đó, họ có thể tự mình xây dựng nó. Một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc để lên mặt trăng. Nước giàu không có nghĩa là dân giàu. Đừng nói về họ như vậy, tốc độ 100 km/h đã là tốc độ của máy bay chiến đấu trên đường sắt cao tốc rồi, bạn nên xem xét kỹ hơn. Hãy tự tin, nếu Trung Quốc làm được thì bạn cũng có thể. Cố lên! Họ có hiểu lầm về đường sắt cao tốc không? Họ nghĩ nó sẽ đơn giản như tàu điện ngầm. Bị thế giới bên ngoài đàn áp đã lâu, lần này họ đã làm được một điều ngoạn mục. Việt Nam nghĩ người nước ngoài làm được thì tại sao Việt Nam chúng ta lại không làm được? Tôi tin rằng người dân Việt Nam có đủ trí tuệ và khả năng xây dựng đường sắt cao tốc cho riêng mình. Chỉ cần dám là sẽ làm được. Không phải Việt Nam vừa ký hợp đồng với chúng ta sao? Lại vi phạm hợp đồng gì à? Con người quyết tâm chinh phục thiên nhiên, điều quan trọng là con người phải có sự tự hiểu biết. Càng giàu càng sợ chiến tranh, nếu tiếp tục chiến đấu, sự thịnh vượng hiện tại của bạn sẽ biến thành tro bụi, bạn không thể chịu nổi. Chắc họ sợ chiến tranh. Chúc mừng Việt Nam, 20 năm nữa liệu họ có cất cánh trở lại. Đến lúc đó họ sẽ dần bắt kịp các nước Đông Nam Á khác, đạt được mục tiêu nâng cấp công nghiệp một lần nữa, và tiếp quản thêm năng lực sản xuất dư thừa ở ASEAN. Chỉ cần mọi người nói rằng họ xây dựng dự án của riêng mình và nhận được mức chiết khấu lớn, một số công ty sẽ không thể ngồi yên và mất hết số tiền họ có. Họ có thể làm điều đó. Tôi thậm chí còn không hiểu nổi những động cơ và đầu máy xe lửa cơ bản nhất ở Việt Nam ở đâu ra. Họ cho rằng đỉnh cao của khung đường sắt là đường sắt cao tốc. Điện họ phải nhập từ Trung Quốc và đang có ý kiến xây dựng đường sắt cao tốc. Đúng rồi, nhưng dựa vào chính mình vẫn tốt hơn là dựa vào người khác. Dự án tàu điện ngầm xuyên Đông Nam Á của ta đã bỏ rơi Việt Nam. Giờ đây, Lào, Thái Lan, Campuchia và Mã Lai là khu vực tỏa sáng nếu có sự hậu thuẫn vững chắc của ta. Thực tế, nếu ở Việt Nam chỉ có một tuyến duy nhất, bạn có thể thử phương án tàu không dừng. Nó không chỉ có thể đảm bảo tốc độ cao của đường sắt cao tốc, mà còn vượt qua đường sắt cao tốc của Trung Quốc về mặt công nghệ. Việt Nam là một đất nước dài đúng, là bạn có thể đi khắp đất nước chỉ bằng một con đường. Họ đã đúng. Nhưng blogger nói rằng việc tự mình xây dựng thứ này đòi hỏi chi phí thử nghiệm, và Việt Nam không đủ khả năng chi trả. Các bình luận của netizen Trung Quốc về khả năng Việt Nam độc lập tự chủ đường sắt cao tốc Bắc Nam thể hiện nhiều quan điểm hoài nghi và đa chiều, gồm nhiều bình luận cho rằng Việt Nam chưa đủ khả năng tự xây dựng một hệ thống đường sắt cao tốc do thiếu nền tảng công nghệ, hệ thống công nghiệp toàn diện và nguồn tài nguyên phù hợp. Netizen nhận định việc xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ cao, từ hệ thống điện đến kỹ thuật hạ tầng mà Việt Nam hiện chưa sẵn có. Một số netizen cho rằng nếu Việt Nam muốn phát triển đường sắt cao tốc thì tốt hơn nên hợp tác với các nước có kinh nghiệm như Trung Quốc. Họ cũng nhấn mạnh rằng
hợp tác sẽ mang lại lợi ích chung và giúp phát triển khu vực Đông Nam Á. Netizen cho rằng chỉ những nước có nền công nghiệp mạnh như Trung Quốc, Nhật Bản và Đức mới đủ khả năng xây dựng độc lập đường sắt cao tốc. Một số ý kiến còn chỉ ra rằng ngay cả các nước ASEAN khác như Thái Lan hay Malaysia cũng chưa đạt được thành tựu công nghiệp vượt trội và cho rằng Việt Nam sẽ khó có thể bứt phá nếu không có sự hỗ trợ từ các nước phát triển. Một số netizen ủng hộ và khích lệ Việt Nam tự phát triển hệ thống đường sắt cao tốc, cho rằng điều này sẽ mang lại ý nghĩa lớn về mặt độc lập và tự chủ quốc gia. Những bình luận này thể hiện sự trân trọng với quyết tâm của Việt Nam, dù họ cũng nhận thức rõ các thách thức lớn mà Việt Nam sẽ gặp phải. Một số ý kiến mang tính đề phòng, cảnh giác về khả năng phát triển công nghiệp của Việt Nam, lo ngại rằng một khi Việt Nam phát triển vượt bậc thì có thể ảnh hưởng đến lợi ích của Trung Quốc trong khu vực. Các bình luận này có xu hướng bảo thủ và muốn hạn chế sự phát triển độc lập của Việt Nam. Tổng kết lại, các netizen Trung Quốc có thái độ phân cực về việc Việt Nam tự phát triển đường sắt cao tốc, một bên hoài nghi và lo ngại, bên kia là khích lệ và ủng hộ tinh thần tự lập, nhưng nhìn chung đều thừa nhận rằng Việt Nam sẽ đối mặt nhiều thách thức lớn nếu tự triển khai dự án này.